là cháu trình bày xong rồi đúng chưa? Rồi rồi, bà như thế Chú cũng đã thông báo mới xong có ý lỗi thắc rồi. mắc luôn này. Chú Nguyễn Ngọc Hoàng này, chú cũng đã thông báo lỗi của cháu là đoạn đấy cấm vượt đúng không? Cháu đã vượt là sai quy định. Và cháu đã xuất trình một giấy phép lái xe và một đăng ký tạm của phương tiện tham gia giao thông. Thì bây giờ một là các chú châm trước được Thì thì đó thì mình trình bày cái đó, mới thêm đó mình thì trình đây bày. bây giờ cháu bắt đầu trình bày này. Thì xin phép trước hết là thực hiện theo quyền lợi nghĩa vụ một công dân. Bây giờ cháu bắt đầu ghi hình này. Cái thứ hai nữa, nếu mà chú cho cháu rút kinh nghiệm được thì cháu xin nếu đi. Còn nếu không thì chú tiến hành lập biên bản cho. Đấy, nó rất là đơn giản vậy thôi. Đơn giản mình giống như em Không không không, tại vì là nguyên em tắc lại là xin phép lên nguyên tắc thứ tư nếu mà anh nói với em này, Dạ. em xin phép lên cái đến người ta đồng ý và có cái khoảng cách nhất định để Rồi. em được gọi phép ghi hình Vâng. như vậy kia là Không, giám cái sát này cháu xin phép chú đúng rõ ràng, rồi đúng thì chưa? cùng thứ tư do đó Rồi. người ta vì đó đối với Bây anh người ta giờ đồng ý đó cái này anh bây nói với giờ bắt em đầu chú cháu ra làm việc này. anh nói cái vấn đề của em là đo đường làm mía đo đường làm đen tôi nói giao thông đi Rồi, ok. đấy có thể nhắc được nhưng anh phải xin xin để cái chỉ huy cái đó Dạ. ok Vâng. đó từ 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 đến trên bay về chỉ huy đó Rồi rồi, ok. đó từ 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 mình trên bay vấn đề gì em anh nói về em đi rất nguy hiểm cái này cho bọc ta với cháu phương tiện đi đưa cái cháu nguy hiểm cho Vâng, em và cho không mọi không, đúng người rồi, cái nhiệm vụ chức trách công việc của các chú, đặc đấy biệt thì là con chú nào Hoàng đã xuống làm đang gì làm mà việc. em kêu là Không, có nghĩa là trước khi chú thông báo cháu thì cháu ghi nhận đấy là cái đúng cái lỗi là đoạn đấy cháu có vượt. rồi Đấy nhưng mà và cái trên bay lý do vì sao hay là có gì đó đến người ta chấm trước Rồi rồi ta thì rồi. những lý do không À, có thì trên nó có hai vấn đề. thì Một em ấy có gấp là gáp gì à hay sao đã không nó không có việc gì gấp. Nó có hai vấn đề là như này. Một là nếu các chú châm trước được là đặc biệt là chú Hoàng này thì cho cháu rút kinh nghiệm ok để như cháu lên ý được. anh đang hỏi em là kỳ lý do có đôi lúc mình gấp gáp với vấn À đề không, nó cũng không có gì gấp đâu, chẳng qua lên nguy dốc hiểm lắm nó nặng, nó nặng. nặng Không. mình phải cố gắng anh nói với em là xong mình phải gọi nhiều khoảng cách 30 đến 40 mét Đúng rồi, đến đúng. cái phương tiện ta đi trước đã lúc Vâng. đó mình có thể đi sao Rồi rồi. đó À, thì cái thứ nhất là như này nhá. Bây giờ đầu tiên là nếu mà chú chăm trước được thì là thì đó để rút kinh nghiệm là thì em xong. đang hỏi đến xin Rồi phép rồi. rút kinh nghiệm đấy Rồi, em hiểu còn không nếu mà không được thì chú lại tiến hành lập biên bản như thế. ok Đấy, là cái từ em xin lỗi. cái chỉ huy cái chỉ huy đấy chứ Vâng. nhá Rồi rồi. nói xuống mình trên bay lý do cái đó từ từ rồi mình làm việc đi cái cũng Rồi cái rồi. khó khăn cũng nặng đi Rồi nhưng rồi. mà số em về đứa tám ra mặt anh cũng phải cũng được cái từ từ cái cơ quan em phải xin phép anh đồng ý ok Được rồi, cháu cháu xin phép chú đàng nhưng hoàng mà rồi. gì mà em đã làm việc đó mà em thấy cái camera này mà anh phải cũng được Không, nhưng mà thì cháu đó có xin phép chú rồi đúng không? xin phép từ 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 đấy chứ đã nói rồi anh là hỏi lý do Rồi của em rồi. đã Rồi. Thôi được, bây giờ chú cháu tiến hành đi. Có nghĩa là một là nếu mà châm trước được thì chú cho cháu anh rút nói kinh thêm với nghiệm. em này Đấy. à, rồi ok rồi bây giờ em bỏ cho anh nhắc nhở nhưng anh nói đi Rồi được rồi, chú viết trình bày đi. thì trên bay thì em thì đứng xuống bò luôn Không trên được bay rồi, chú cháu ta không có gì ấy cả. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng vẫn có trách nhiệm là được phép nhắc nhở cho người tham gia giao thông nâng cao cái ý thức tham gia giao thông thì chứ anh bảo không. xuống đến xin được cái gì huy làm gì anh À, còn được gì rồi, đấy chú cứ xin ý kiến chỉ bảo huy. gì huy lên trường hợp đi quán này thì vượt Ôi, nói chung là nó cũng đó. lạ nếu mà Là đưa cái em trên bác lý do của mình đến Vâng, cái xe không được rồi, các trên chú bác cho cháu rút kinh nghiệm được thì là rút kinh nghiệm, còn không thì lại ta lại tiến hành lập biên bản. Xe lung chuyển, con xe lung chuyển mà Dạ. nó nhắc nhở cho lâu rồi đi chỉ có cái gì anh Dạ. nói anh gọi cái kim anh quay có cái À không, cháu xin em cũng xin phép rồi đồng chí. cất máy đi có việc gì đi xuống trên bay có cái gì mà phải xuống quay phải có mấy ông ưa quay không Không, không phải ưa anh quay, quay sếp sếp đừng nói cái vậy, nó sai quan điểm đi. Cái gì là trình bày thì Nếu nên là đang dịch tạo điều kiện ông lái Đấy. xe lúc kia lâu lâu đi lần chúng cho tạo điều kiện cho anh thấy chưa Bây giờ xin phép này, chào đồng rồi chí này, đồng rồi chí Hoàng Anh đúng không? rồi Thực hiện theo quyền lợi nghĩa vụ một công dân. rồi Tôi xuống xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký rồi tạm. rồi Các đồng chí nhắc nhở được. rồi trong quá trình lên trình bày Ok, tôi sẽ nhắc nhở nhắc nhở được, tôi ngửa tay tôi xin. không Còn anh không nếu xin anh không xin còn anh đồng trình bày chúng đồng tôi nhắc nhở cho anh còn đồng chí nói theo kiểu quan điểm đồng chí có nghĩa là đồng nghĩa với cả việc là đồng chí không cho tôi sử dụng cái quyền lợi nghĩa vụ một không công dân tôi nữa. vì tôi là anh có quyền trình bày anh có quyền trình À bày rồi. anh kêu tôi nhiệm vụ của anh Vâng. qua trên điều trừ việc trên chúng tôi tiếp nhờ cho anh đi được Rồi ok ok, chưa anh tôi đi ngửa anh tay bảo tôi tôi đi xin. đó không Tôi anh đừng ngửa có tay xin tôi xin. anh không phải xin đâu anh Anh trình trình bày bày kia cái đồng anh trình bày chúng tôi thấy hợp lý chúng tôi cho anh đi thôi Đấy. đi không phải xin Tôi trình tôi bày trình bày rồi. không phải xin anh dịch tôi không phải xin Và rồi các anh cũng vẫn phải thoải mái cho tôi thực hiện cái quyền lợi nghĩa vụ công dân. rồi Còn tôi không bao giờ sử dụng cái hình ảnh trái phép sai quy định rồi của pháp luật. rồi Đấy là nói vuông với cả các anh như vậy. rồi Đấy, bây giờ các anh tiến hành là biên bản được mà các anh nhắc nhở cho tôi xin tôi đi cũng được. Đấy, tôi thì kiểu gì tôi cũng giải quyết được hết. Đấy. Chứ có cái gì đâu. Vâng, thế anh Hoàng Anh đến quá đẹp. Dạ. Đi Rồi, em, em xin nhé. đi cẩn thận nhá. Dạ, rồi, em cảm ơn các sếp nhé.
bỏ đi. Rồi rồi, ok. Rồi rồi, ok. Vâng, à, như các bạn thấy, tôi vừa xuống tôi cho mấy anh ấy kiểm tra. Anh ấy quay dùng điện thoại cho anh ấy quay quay cái đoạn có biển có vượt, nhưng cho anh dùng bằng điện thoại cho anh quay. Xong rồi anh xuống tính làm tí nhưng mà không được. Vâng, như các bạn thấy đây là chốt cảnh sát giao thông đường Tránh Huế. Tôi vừa xuống giao lưu xong.